Rồi, đến tới vườn hoa thành phố Đà Lạt thì anh chị có rất là nhiều anh chị có thể là bỏ qua những điểm như thế này ha anh chị. Thì đây là một cái khu vườn trồng về hồng. Anh chị thấy rất là nhiều hoa luôn. Vào mùa này thì anh chị thấy thì bông nó cũng ít nha. Chứ đợt em đi là bông rất là nhiều luôn. Đó anh chị, đây là điểm mô hình người ta trồng hoa hồng á. Đó. Thì đây thì anh chị có thể lên trên đây mà mình ngắm, mình chụp được những cái hoa bông để mình chơi anh chị ha. Thì có rất là nhiều người, nhiều anh chị. Em khẳng định luôn, có rất là nhiều người. Tại vì không lên đây được, tại sao? Phải leo lên chị. Em thanh niên mình leo nãy giờ em thở như mệt thiệt. Rồi, cái quan trọng ngày hôm nay em leo lên đây để anh chị để em check in cho anh chị. Khi mà anh chị tới thành phố Vườn Hoa thành phố thì anh chị được cái gì? Được vô một cái điểm chuyên bán về hoa lan, hàng quà lưu niệm nè, rồi những cây giống cây kiểng đó để gọi là hàng sưu tầm cho mình. Thì để anh chị về chơi có rất là nhiều người nhiều khi vô đây không biết cái điểm này đâu, đi sâu vào mới biết được. Rồi em sẽ quay cái chỗ đó nha anh chị. Thấy lên trên cao nha anh chị, thì anh chị có thể check in những cái cối giống như cối xe gió nè, rất là bự luôn. Trong vườn hoa này anh chị thấy không, anh chị đang đứng là trên cao nhìn xuống, tại mình phải leo lên nhiều bậc thang lắm đó, trên đây là trên đồi cao đó. Thì lên trên, trong vườn hoa thì anh chị lên trên đây khu trưng bày hoa lan và cây kiểng anh chị. Thì trong đây thì có rất là nhiều giống. Thì em đi thành Đà Lạt thì năm nào cũng vậy, em có vô qua vườn hoa thì em sẽ leo lên đây em kiếm những cây sưu tầm, không riêng về hoa lan không, và có những cây kiểng, chậu lá phát tài, lá kiểng rồi rất là nhiều ha anh chị ha. Có những cái hàng độc lắm, những cái hàng mà gọi là mình ở ngoài không có bán, thì vô đây anh chị có thể anh chị tìm tìm những cái loại nào mà lạ thì mình mua về mình làm giống thôi. Em tới đâu là tới đây, lần này em cũng thang xe về đó. Thì xui là giờ này cũng 5 giờ mà đóng cửa rồi ha. Mà thường thường thì còn khoảng 6 giờ em thấy cũng còn, mà giờ này thì họ đóng cửa rồi. Đây. Đó anh chị ha. Ở đây thì bán quà lưu niệm cũng nhiều. Đó anh chị thấy không? Quay sơ thôi. Còn ngày mai nếu mà có mở thì em leo lên em quay tiếp cho anh chị coi. Đó. Thì mà mấy năm mà dịch khủng hoảng thì khu này cũng là muốn dịch luôn, cũng te tua luôn anh chị. Những thanh niên nào trẻ thôi nha. Đó đây anh chị thấy không? Từ đây đổ dốc xuống nè. Mình đi lên thì mình mới gọi là đẹp. Xin lỗi em. Đó, đi lên thì anh chị thấy là bên đây người ta trồng hoa rất là nhiều. Đó, thì thường thường thì anh chị đi theo mùa, nếu mà nó nở kịp là cái bông cẩm tú cầu nè, anh chị thấy không nè, nó đang nụ rất là nhiều nè. Đó, nó đang nụ nè. Khi mà nó nở ra rồi anh chị thấy được nguyên một cái vạt bông rất là đẹp luôn. Địa điểm này thì thường thường là người ta cũng hay lên đây check in anh chị. Anh chị đứng ở đây nè, ở dưới chụp hình lên rất là đẹp. Đó. Ai lớn tuổi thường leo này nha. Leo mệt lắm. Thì anh chị nào lớn tuổi thì anh chị có thể tham quan khu vườn hồng ở dưới đây ha anh chị. Thì ban đêm thì nói chung là ở đây mở đèn cũng gọi là đẹp anh chị. Đây là những cái dàn đèn để mà mình mở ha. Lễ đồ ta hay mở lắm. Thì ban ngày bây giờ là chưa có mở ha. Anh chị thấy à, đó là đây có những cái hồng gọi là hồng trồng rất là lâu rồi, những gốc bự lắm. Đó, anh chị thấy những cái bông hồng nè. Anh chị check in đứng gần mà chụp mình rờ được ha. Đó, nhưng mà đặc biệt khi mà anh chị đi tới những khu này thì anh chị đừng có bao giờ mà mình bẻ bông ha anh chị ha. Bẻ bông mà bị phạt á. Đó, mình bẻ bông là bị phạt anh chị ha. Đó, hồng rất là đẹp luôn. Thì em đi lúc này thì không thấy nở nhiều á, nhưng có lần em đi á là nó nở, anh chị biết là nó nở đầy hết luôn, nó nở căng hết luôn, rất đẹp. Thì có thể là gần Tết á, Tết anh chị lên đây là rất là đẹp. Tại vì sao? Hồng bây giờ anh chị thấy nó búp nụ rất là nhiều. Đó. Tết ta anh chị thấy
mùng 3, mùng 4 anh chị đi lên đây là đẹp đó. Đó, đây là những cái hồng gọi là hồng dây leo nè. Họ làm để leo qua, họ làm một cái khung anh chị. Đó, cái này thì lúc trước có thể là người ta đã cắt, ta tỉa bớt rồi đó. Bây giờ nó làm lại ha, đó, nó đang leo. Rồi, trời lúc này là lạnh dữ à. Rồi, nói chung là hôm qua em đã quay là buổi chiều thì em tính lên đây quay cho anh chị biết là ở trên đây nó có một cái vườn gọi là nó bán tất cả những cái giống nè, rồi lan, rồi những cái hàng sưu tầm hoặc là qua lưu niệm nữa. Thì qua em đi chiều thì hơi đóng cửa anh chị, thì hôm nay mở cửa thì em sẽ lên em quay lại cho anh chị coi trong đây nó có bán cái gì ha, thì cùng em đi xem. Đó, thì đầu vô thì anh chị thấy được đó, phụ nữ thì em cũng quay trong video rồi, anh chị biết những cái phụ nữ này thì anh chị cần để mua về Sài Gòn những cái giống này về mình trồng thì mình có thể lên đây mình mua ha. Thì trên đây thì giá thì chắc cũng không có mắc đâu, giá cả thì cũng không mắc đâu. Đó, trong đây thì nó cũng có nhiều màu nha. Đó, thì màu trắng nè, màu này, những cái này nó nở ra lâu thì nó mới bự ra được. Anh chị thấy không, đây cũng có cát nè. Đó, sim rồi, nói chung là rất là nhiều cây kiển. Đây là trà mi nè ha. Trà mi thì nói chung là khí hậu lạnh thôi, chứ còn khí hậu Sài Gòn trồng cũng khó trồng ha. Em cũng có mấy cây cũng bông nó không có nở đạt như Đà Lạt. Đó, anh chị thấy không, đây là hài. Đó, muốn mua hài thì hài ở đây. Hài này về Sài Gòn trồng được không em? À, xứ lạnh ha. À, hài thì nói chung là cũng có vườn ở Sài Gòn trồng hài cũng được, nhưng mà quan trọng là cái chế độ nó cũng khó trồng, khó chăm hơn khi mà anh chị trồng Đà Lạt ha. Ở xứ lạnh thì anh chị trồng được. À, hài rất là đẹp luôn. Một chậu vậy là khoảng bao nhiêu em? Chậu rẻ thì 300. Như đại khái là chậu này bao nhiêu tiền? À, 1 triệu bạc á hả? Cái này cũng vậy ha em. Ừ. À, cái màu này là mắc hơn. Màu này hả? Màu này. À. Cái này nó đẹp hơn đúng không? Chậu ra khoảng nhiêu? 1 triệu rưỡi. Ha, này được 2 bông nè anh chị à. Đó, thì anh chị nào mà đi vườn hoa thành phố Đà Lạt thì có thể lên đây mình tham quan, mình mua những cái cây mà mình ưng ý anh chị ha. Đó, giá thì có những cái chậu phụ nữ nè, anh chị thấy nó nở đẹp không? Như năm mấy năm nay thấy lan ít hơn mấy năm trước á, trước dịch anh lên đây thấy bông rất là nhiều. Dạ, với lại thời tiết năm nay lạnh hơn, hay à. Tại anh đi lên đây là lúc nào anh cũng ghé lên đây em mua đồ hết á. Đó. Đây có một chậu này cũng phụ nữ hả? Phụ nữ này đẹp quá trời ha. Ô, củ này chắc này chắc xứ nóng trồng chắc cũng không ổn hả? Cái chậu này đẹp nè. Cái chậu này khoảng nhiêu tiền em? À, thơm không? Ờ, phụ nữ cũng thơm nha. À, cái mặt bông này đẹp ghê á. Cái này là ở vườn hả? Nhưng mà cái lá này là lá mỏng nha. Củ tròn. Nó kêu tên gì em? À, cá mập hả? Nó kêu hàm cá mập hả? Cá mập. Đẹp quá ha. Năm nay thì thấy ít lan hơn. Ở bên đây bán cũng quá trời nè. Đó, ngoài ra thì có địa lan rồi nè. Đó, mấy chậu địa lan nè anh chị ha. Đó, dendro nè, anh chị thấy không? Vô bịch nè. Cái bà liễu nè, trắng bà liễu nè anh chị không? 3 cây 100 ngàn.
Hả? Cây này được 20 cm. Cái đen rô. Củ nữ cũng vậy ha. Quá trăm rồi. Đó. Rất là nhiều ha anh chị ha. Đó. Hạt giống rồi nè. Trên đây thì quá trời giống bông, bông nào cũng có hết. Em sẽ quay sơ thôi anh chị ha. Đó coi, đó, quay vô trong và đi qua ăn vòng đi. Đó thì anh chị nào mà thích cái nào thì anh chị có thể lên đây ha. Lên đây mình kiếm những cái giống nào sưu tầm của mình á. Nhiều khi ở ngoài chợ anh chị mua không có, nhưng mà lên đây anh chị thể tìm được những cái cây mà mình ưng ý ha. Xương rồng nè, sen đá nè. Rất là nhiều. Cái này là kêu cái gì ta? Xương sống đời hả? Ủa cây này. Cái này kêu là gì? Cái này hả? Tiểu Quỳnh. Rau. Nó là Tiểu Quỳnh hả? Tiểu Quỳnh. Nhìn nó giống xương rồng quá ha. Đúng rồi, danh họ của xương rồng. Nó dễ chăm không chị? Dễ. Xứ nóng mà mình trồng được không? Trong đường mình bẻ lá mình trồng cũng được. À. Đó, những cái giống này nó đủ màu hết. Một chậu vậy mà mắc không anh chị? 100 ngàn ha. Anh chị nào mà thấy nhu cầu thì anh chị ghé lên đây ủng hộ ha. 100 ngàn một chậu. Quá là nhiều giống luôn. Hả? Đúng rồi, hoa lan thì nó cũng phụ nữ nè. Phụ nữ nhiều loại. Bông này to ghê ha. Đó, cẩm tú cầu. Dị lan. Thơm ha. Thơm, dị lan thơm. Hàng này mới về nè. Ba cái trầu. Trầu lá nha anh chị ha. Trầu lá phát tàn. Đó, chiên lên rừng. Cái này là cỏ Mỹ ha. Nhìn nó cũng lạ quá ha. Cỏ Mỹ, cỏ lá phát tài. À, nho thân gỗ hả? Đó. Cái này cây, cái này cây sim hả? Tên như vậy, tên như nằm dưới góc. À, đúng rồi, tên đó. Hai bên nó đều trắng em. Đó, quà lưu niệm nè. Có sáo, có đồ chơi anh chị ha. Đó, dẫn nít lên. Lên đây là vô mua sưu tầm. À, anh chị thấy bông quá nhiều luôn nè. Vũ nữ nó có mèo hoang rồi nhện ha. Mấy cái này là cái nhện nè. Đó, nhện. Nè, có cây tiểu thần tiên nè. Đó, tiểu thần tiên, hoa này cũng thơm. À, mèo cam á. Rồi, ngoài ra thì anh chị có thể qua cái khu này anh chị ạ. Có những cái chậu gọi là kiển bonsai ha, rất là nhiều. Cái khu này mới mở rồi sao chứ lúc trước em đi em không thấy nha.
Hình đây hình như là khu này thì cũng đem mấy cái này lên đi thi hay sao á. Thấy có ba giám khảo nè. Ồ, đẹp quá ha. Quá đẹp. Quá. Nội không à, anh chị biết là cái gốc lũa này không là đáng bao nhiêu tiền này ha. Đó, một cái gốc lũa này là bao nhiêu tiền này. Chưa nói tới một cái cây mà để trồng mà ra những cái tác phẩm như vậy anh chị biết à, rất là lâu ha. Có gì nhôm uống hết, đóng vô uống hết, bắt dít. À đẹp quá ha. Cái này di chuyển làm sao ta? Cẩu à. Này chắc cẩu với bè. Quá đẹp. À trên đây là anh chị biết gì không? Phân bỏ gốc nè anh chị ha. Nè. Phân này là phân chì nè. À phân chì của Nhật á. Đó anh chị ha. Đó cho nên anh chị biết là phân chì này không à, phân bón thì mình bỏ cây kiểng ha, mình bỏ cây nào cũng được. Cho nên không nhất thiết mình bỏ cây lan đâu. Mà phân bón của cây khác à, mình bỏ qua cây lan vẫn được ha, đừng có lăn tăng. Nó cũng là một phân thôi. À cái gốc này nó hình như gốc này là cái khối này là có ghép á anh chị. À có ghép này. Ghép chân á. À chân ghép, giờ cái này cũng ghép nè. Phân này ghép nữa. Thành ra nó mới được như vậy ha. Chứ nguyên khối là cây này là thiên nhiên mà dữ lắm mới được cái khối này ha. À nhìn kỹ nó có hơi ghép á. Quá đẹp luôn, cho một cái nó giống như một cái cánh rừng thu nhỏ. À mé bên đây là người ta sơn á. Người ta sơn á. Dễ mà quét cho nó một bên bên màu này bên màu kia đặng cho nó đẹp. Nhìn nó đẹp quá ha. Nhìn y chang như cái cây giả. À nhìn đẹp chứ bộ. Ừ. Em thì bonsai thì không có rành gì mấy đâu. Nhưng mà thấy dáng cũng đẹp, quá đẹp luôn. Gần đây có một cái tiểu cảnh này nè. Ồ cây này nó đủ kiểu ha. Cái này quét cái lớp gì ta? Nó giống như voi hay thuốc nấm gì đó. Nói chung là nó có cái mùi. Tạo dáng quét lên cho nó đẹp á. Hai màu không? À, anh chị biết cái tạo ra một cái tác phẩm này. Anh chị thấy này, đây nè, là quay kỹ ra đi. Rất là công phu à. Di gút, nọ tiền di gút không là... Thấy không? Đúng rồi, gút ngồi gút không là biết bao nhiêu công này. Đừng nói chi tiền dây gút nha. Rất là nhiều công phu để tạo ra một tác phẩm. Hầu như là dây màu đen mà à, biết bao nhiêu gọi là dây luôn á. Mà ngồi làm cái này rút chắc cũng mấy ngày. Rất kỳ công. Đúng rồi, cái này chắc chủ. Nhìn là biết chủ của cái kia. Ai thử sức dở lên. Cái rêu này nó bị chết. Đi vận chuyển đi á. Cái nắng nó chết. Dán bài xuống không? Thác đổ.
này cũng chung nè. À, những cái tác phẩm này ghê ha, quá. Ồ, có cây bông đẹp ghê. Bông này bông gì ta? Bông giấy hả? Đâu phải bông giấy đâu. À, thơm nha. Ừ. Anh chị nào biết không bình luận giùm em á. À, cái cây này giống cây này nè. Cây này nhỏ mà cây này bự nè. Cây này bao nhiêu năm mà đẹp quá. Thơm. Không lẽ cây lại Nhật ta. Cái đó là dốt rồi. Đúng rồi, cây này đẹp nè. À, cái gốc không à, quá trời. Cái gốc này là nguyên khối luôn nha anh chị. Cái này nguyên khối nè. À. Cái này cũng mới vận chuyển tới. Cái này mà anh chị nào mà muốn sở hữu mà điệp thự mà lớn á, đó, liên hệ chắc cho đây chắc có bán. Đây bên đây cây cũng đẹp, đầy đẹp nữa. Không, người ta tạo cảnh phải đổ đá nè anh chị ha. Cái này cũng mới nè, chứ không phải là lâu đâu. À, cái này cũng mới nè. Rồi, mình đi xuống. Đi xuống quay hội thi anh chị ơi. Hồi nãy ban giám khảo đang chấm thi. Ờ, ca ra. Nè, quay cái này nè. À, cái này là tổ chức 130 năm hình thành phát triển Đà Lạt đúng không? Thì ở ngoài quảng trường thì cũng đang làm nhiều mà. Chắc 2-3 ngày nữa. Đó thì anh chị có thể lên vườn hồng chơi nè. Vườn hồng này hồi qua nó bị tối quá, nó không thấy đẹp, chứ bây giờ ban ngày thấy nó bông nó nở nha. Đó, hồi qua là bông nó ban ngày nó sẽ búp. Hồng thì nói chung là nó ban ngày nó mới nở ha. Quá trời. Cái này nói chung là nó cũng không cao, đợt này hơi cắt rồi. Chứ hôm trước đi cao lắm. À, thơm ngọt ngọt ngào luôn ta. À, cái bông to ghê trời. Cái bông này còn nở ra nữa nè. Nó tầng tầng lớp lớp luôn á. À, mình chỉ rợ sợ thôi, đừng có bẻ nha anh chị. Ô, cái bông này bự nè em. Quá, wow, bông này nó nở căng nè. Ghê không? Quá to luôn. Hồng này thì mình anh chị mà ở nhà trồng mà gọi là không xài phân thuốc á, không xài nói chung là phân thuốc nhiều á, thì mình có thể là mình lấy cái bông này nè, có thể phơi khô hoặc là để tươi cũng được. À, anh chị bỏ vô trà uống rất là thơm. Còn hồng mà anh chị mà mua trên Đà Lạt hay là mua chỗ khác á, thì về đừng có xài nha anh chị. Thấy nó thơm vậy thôi nhưng mà người ta xài thuốc dữ lắm. Đặc biệt là cái hồng á, là nó bị cái con bọ trĩ là với lại con nhện đỏ rất là nhiều đó, cho nên người ta xài thuốc dữ lắm. Cái khu này mới trồng lại á, cải tạo lại chứ hôm trước đẹp lắm. Ừ, nhìn nó cũng quá đẹp ha. Ban ngày thấy anh chị ha, đó, nhìn nó cũng khu này nhà kính mà cận người ta tủ bạc xuống luôn. Ở đây là cái hồ gì nè. Chắc là làm chuẩn bị thả cá vô quá. À, chắc thả cá vô anh chị ơi. Rồi anh chị thấy đây là khu vườn hồng, gọi là để mình check in chụp hình ha. Khi mình vô thành vườn hoa thành phố Đà Lạt á, thì hôm qua thì buổi chiều thì anh chị thấy được là cảnh buổi chiều rồi.
Hôm nay em quay sơ lại cho anh chị thấy được cảnh buổi sáng của khi ở vườn hoa nha. Trong khi chờ đợi ban tổ chức chấm hoa hoa lan hồi nãy giờ chắc cũng chưa xong nữa. Đó. Hoa ban ngày nó nở rất là đẹp luôn ha. Ở trên đây thì cây hồng trên đây, ở dưới đây á, thì nó bự, nó to hơn ở khu trên kia. Khu trên kia tại vì mới cải tạo lại. À, khi mà anh chị đi vừa check in chụp hình, anh chị hửi được cái mùi hồng ở đây, nó thoảng nha, rất là thơm, nhiều màu nha. Ủa, xin lỗi, nhiều mùi. Mỗi một cái cây hồng nó có một mùi đặc tính riêng, một mùi riêng. Đó, đây là những cái hồng cổ nè. Đúng rồi, hồng này là hồng cây này nè, càng trồng nó càng cao càng bự. Đó, những cái cây này nó mắc lắm mấy anh chị. Ở nhà em cũng được hai cây mà nó hay bị cái con riệp sáp, con riệp vải nến đó, nó ăn tối ngày luôn, mệt lắm, sát bên nhà luôn, là mà mình xịt khó lắm đó. Nhà có con cây bông màu này luôn, bự lắm, quá đẹp luôn. À, trên đây nó có màu vàng nè anh chị, đó, khu này nó có màu vàng nè. Ô, mấy cây hồng cổ Sapa đẹp quá, bông màu vàng. Đúng rồi, nó tầng tầng lớp lớp luôn ha, nó xếp hoa rất là thơm. Thơm mùi thuốc nấm quá. Đó, anh chị thấy nè, những cái như vậy là thuốc nấm nè anh chị ha. Đây, đó, người ta xịt thuốc nấm động lại nè. Thân gỗ đó, cho nên cái thân nó từ từ nó bự. Những cái thân gỗ này thì người ta trồng á, là anh chị biết á, là người ta sẽ uống theo hình, hoặc là nó lên một cái vàng á, nó sẽ bò theo đó. Hồng này là hồng thân gỗ này, nó sẽ bò. Người ta uống. Có một loại hồng dây leo nữa đó, thì anh chị thấy người ta trồng set up kiểu này cũng rất là đẹp luôn anh chị. Hồng nè đó, người ta để cho nó bò qua, người ta làm một khung nó nở rất là đẹp. Anh chị thấy đi những cái nhà mà cổ, những cái nhà mà gọi là xưa của Đà Lạt á, thường thường là có những cái cổng như giống như vậy, rất là đẹp luôn á. Ngày càng thí dụ như nhà mình mà có điều kiện thì anh chị trồng theo kiểu này, anh chị trồng lan cũng được ha. Mình làm cái cổng qua, mình trồng lan thì nó vẫn có set up theo kiểu này được đó. Thì riêng khí hậu Đà Lạt này á, thì hồi qua em có nói chuyện với lại già anh em ở đây, thì anh cho nói là khí hậu Đà Lạt này á, lúc này giờ trời này anh chị thấy đứng dưới đây là cũng nắng nóng lắm nha anh chị. Thì với cái điều kiện mà mình có thể mình trồng trong có nhà kính á, gọi là nhà bạc á, thì mình trồng cái dendro rất đạt luôn. Nó da bông không thua gì thành phố đâu, nhưng mà đặc biệt là cây nó rất là mập, nó phát triển mập hơn với khí hậu Đà Lạt này. Anh chị thấy trồng cát nè, trồng vũ nữ nè, rồi hài rồi, những cái đó nó khí hậu nó làm cho cây nó mập phát triển. Còn cây dendro thì nhiều anh em đã trồng thử rồi, cũng rất là ok. Đó, đây thì người ta mới làm lại thôi. Trước trước nó đã hình thành hết rồi mà không biết sao gỡ ra hết rồi.